JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xét tim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio âm thanh số. Vâng, hôm nay bên em chia sẻ đến các bác một cái cách kết nối loa rất là đơn giản mà rất là nhiều người mắc phải mà không để ý. Vâng, đó là cách kết nối dây từ âm ly hoặc là từ đẩy ra loa mà hầu như là không ai để ý đâu các bác nhé. Rất nhiều các bác hỏi thắc mắc vì sao mà loa tôi nghe không hay, nghe nó bị tiếng bass nó rất là mỏng. Thì hôm nay em xin giải đáp thắc mắc cho các bác. Đó là cái cách rất đơn giản mà các bác để ý một chút xíu thôi là các bác có thể là khắc phục được. Vâng, thì đầu tiên đó là cái dây tín hiệu. Dây tín hiệu là chúng ta thì cũng biết rồi, là một âm và một dương, hay gọi là các cái ký hiệu đằng sau loa là cầu đỏ và đen. Vâng, thì đây là em lấy sẵn một dây ra. Vâng, đấy các bác nhá, cái dây trắng này em quy định nó là âm, nhưng em đang cố tình đấu cho các bác xem, đó là em đấu dương ở đằng sau đây. Đấy, em cố tình nhá, không phải là em đấu sai đâu, em đang cố tình để hướng dẫn các bác. Đấy, sau đó là sang loa. Đây thì cái dây trắng em quy định là âm thì em lắp vào cầu đen hay là cầu đường âm của loa. Đấy, thì là hiện tại bây giờ là em đang đấu ngược, em đang đấu ngược. Đấy, đấy dây trắng là dương ở trên đẩy này, và trắng ở trên loa thì em đấu âm này. Đấy, hoàn toàn ngược luôn, ngược âm dương thì chất nhạc nó sẽ rất là mỏng. Đấy, chúng ta chỉ cần đổi một đầu dây thôi. Đấy, khi mà chúng ta phát hiện ra, đấy ví dụ là các bác có thể đổi được cái bên phải này cũng được, đổi thành đen cái dây trắng này thành dương, thì dây đỏ thành âm, thì tự khắc hai cái loa này nó sẽ đi đúng tín hiệu và cho chất âm nó được dày và nó không bị triệt tiêu tiếng bass. Đấy, rất là dễ để chúng ta thay đổi cái cách đấu nối dây âm dương. Đây mình lấy một sẵn dây ra. Thì đây các bác nhá. Vâng, thì đây các bác nhá. Em lấy một cái dây tín hiệu ra. Là một đây là bản thân nhà sản xuất người ta đã đánh dấu rồi đây các bác ạ. Vâng, mà nhiều người không để ý đâu nhá. Đó là một trắng và một đỏ. Hầu như là dây có hai màu. Dây tín hiệu âm thanh đều có hai màu hết. Thì các bác nhớ này, khi mà các bác đấu, em cũng chưa khẳng định được là em sẽ đấu dây nào vào âm, dây nào vào dương. Nhưng các bác nên nhớ là khi các bác đấu một cái màu nào đó, các bác đã nghĩ trong đầu sẵn. Ví dụ là em hay đấu cái màu trắng này là màu âm hoặc là cái cầu đen cái đằng sau loa hoặc là đằng sau âm ly. Đấy, thì các bác cứ đưa cái dây trắng này, đây là trắng thì em là ví dụ là làm đầu âm, em đấu vào âm của cái âm ly, và đây em đang đấu ra ở đằng sau đây cũng giống nhau thôi ạ. Vâng, âm của âm ly và đây là đẩy, thì em đưa vào cái âm của loa là bằng cầu đen. Thì là các bác nhớ nhá, sau đó cái dây đỏ này em là dương thì em là đấu ở cầu đỏ của đẩy và cầu đỏ của loa. Thì đây là một cách kết nối rất là đơn giản và hiệu quả mà các bác nhiều bác rất là sơ ý, không để ý, vì thế mà chất âm được không được hay. Vâng, đấy thì các bác phải nhớ nhá. Đấy, đây là cái nhạc mà em đang đấu nhầm dây cho các bác, cố tình em đấu nhầm dây để cho các bác nghe được cái chất âm mà bị đấu nhầm dây nó bị làm sao. Vâng, đây nhá, thì là cái nhạc mà đấu nhầm dây thì nó bản thân nghe nhạc thì các bác vẫn nghe được, nhưng các bác phải thính tai thì các bác mới phân biệt được là bị đang đấu nhầm dây ngược âm dương. Vâng, nhạc thì vẫn đánh bình thường, nhưng có một cái điều đó là đấu nhầm dây nó sẽ gây ra một cái hiện tượng là triệt tiêu cái tiếng bass. Đấy, triệt tiêu cái tiếng bass. Bass thì nó cũng có thôi, nhưng nó rất là mỏng và nghe rất là khó chịu. Đấy, đấy, bass rất là nhẹ nhá, bass rất là mỏng. Đây là em đang đấu cố tình đấu nhầm âm dương, nhầm cầu đỏ đen đấy. Vâng, thì bây giờ em sẽ sát vào cái volume của cái đẩy em thử cho các bác. Khi mà bỏ mà ngắt một loa không dùng và bắt đầu một loa nó sẽ phát ra cái tiếng bass rất là mạnh. Em để giữa cân này. Vâng, em tắt một loa đi này. Vâng, bác phải chính tai các bác mới nghe được nhé. Vâng, tiếng bass rất là mạnh. Nhưng
có một hiện tượng xảy ra khi mà đấu nhầm dây, đó là khi ta bật hai loa thì tiếng bass tự dưng là bị triệt tiêu nhau, và tự dưng là tiếng bass bay đi đâu hết ý, nó không còn tiếng bass mà bass rất là mỏng. Em bật lên nhá. Đấy, các bác thấy không? Các bác phải thính tai nhá. Đó là hiện tượng mà chúng ta đấu nhầm dây, đấu nhầm cực thì sẽ xảy ra hiện tượng là triệt tiêu cái tiếng bass. Vâng, bây giờ em lại thử cho các bác bắt tắt loa đi để xem được tiếng bass bên này là mạnh hơn không nhá. Vâng, cái tắt loa đi, cái tiếng bass bên tay trái em nó tiếng bass rất là dày. Đấy, rất là dày. Vâng, em lại mở cái loa bên này lên. Các bác biết không? Đấy, hiện tượng là tiếng bass bị triệt tiêu. Đấy là rất là nhiều bác không để ý mà vẫn thấy loa mình nó hoạt động. Cứ tưởng mình đấu đúng rồi nhưng thực chất là các bác đã đấu sai và tiếng bass nó bị triệt tiêu, nghe rất là thiếu. Tự dưng cái chất nhạc của mình nó không có lực. Bảo là các bác, nhiều bác lại bảo là loa này loa đẹp. Thật sự nó không phải đâu, các bác phải nghiên cứu lại cách đấu lối. Đấy. Sau đó chúng ta khi mà đã phân biệt được rồi thì các bác mà muốn kiểm tra nhé, các bác cứ vặn tắt một loa đi thì các bác sẽ phân biệt được cái loa bên nào đó. Mà bác ví dụ em để bên trái thì tiếng bass rất là dày, khi mà tắt một loa thì khi các bác vặn hai loa lên thì tự dưng hai cái bass nó triệt tiêu nhau, nó rất là mỏng. Đấy, các bác sẽ nghe được. Và sau đó cũng có một cách đơn giản, đó là các bác đổi lại đầu dây chỉ cần một loa thôi nhé. Các bác, em không cần biết các bác là đấu sai hai loa hay một loa, nhưng các bác chỉ cần đổi một dây loa là được, là sẽ khắc phục được cái hiện tượng đó là đấu nhầm dây âm dương. Em đổi đầu dây cho các bác nhé. Vâng, em đã đổi một cái đôi loa bất kỳ, tự dưng là các cái cực âm dương đã được chuẩn, đã đấu đúng thì tiếng bass tự dưng nó sẽ rất là dày và loa nghe rất là hay. Đấy, cũng cùng một mức volume nhé, cũng một mức volume mà em chỉ cần đổi một loa về trái hoặc về phải là tự hai cực âm dương là đã đồng đều nhau. Đấy, nó không bị triệt tiêu nữa và tiếng bass tự dưng nó rất là dày. Đấy là cách phân biệt được, nhưng các bác phải để ý rất là tinh nhé, và cái tai mình phải thính. Đấy thì các bác sẽ biết được là mình đấu nhầm hay không. Nói chung là em khuyên các bác là trước khi đấu loa mà mua những sản phẩm về, các bác nghiên cứu mua những sản phẩm hợp lý thì các bác đến cái lúc mà đấu dây, các bác nghĩ trong đầu cho em là cố định cái dây màu nào là âm, dây nào màu nào là dương thì các bác sẽ đấu chuẩn. Đấy, vâng, cùng mức volume ấy thôi, em chỉ cần đổi một cái dây loa thôi là bắt đầu hai loa tự dưng nó sẽ tự đều với nhau. Đấy, rất là nhiều bác không để ý. Và bên em cũng có gọi điện tư vấn cũng rất là nhiều. Thì hôm nay bên em là làm một cái video chia sẻ trực tiếp cho các bác, để các bác tham khảo và các bác cho ý kiến để bên em ngày một hoàn thiện hơn và hướng dẫn các bác nhiều hơn ạ. Vâng, thì là hôm nay bên em có lấy một cái đôi loa series 301, loa Boss 301 CD5 để giới thiệu đến các bác. Là một cái đẩy WeWood D400 và một cái vang cơ ZKM Mavic để là em làm video hướng dẫn cho các bác cách kết nối bằng dây tín hiệu mà không bị sai cực âm dương. Em nói lại một lần nữa nha các bác, khi mà đã phát hiện ra đấu nhầm dây rồi, các bác chỉ cần đổi một bên loa thôi là các bác đã xong cái vấn đề của dây tín hiệu âm dương rất là chuẩn. Đấy, không cần đổi hai bên lại là ngược các bác nhé. Bác chỉ cần đổi một bên thôi là tự khắc nó sẽ đồng kênh được và chất nhạc nó được hay hơn, cải thiện rất là nhiều. Đấy, một cái mánh khóe, một cái mẹo rất là đơn giản mà các bác tinh ý các bác sẽ phát hiện ra khi mà chúng ta nghe nhạc với một bộ dàn mà chúng ta tự lắp. Vâng, sau cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào. Vâng, chuẩn bị đón một cái năm mới an khang thịnh vượng và sự nhí các bác nhá.
Vâng, xin chào các bác và hẹn gặp lại vào các clip sau.